Nhân dịp hôm nay có chị Mai ở trường Thanh Xuân về cùng tất cả các đội ngũ ở trường Thanh Xuân về Tự định hướng tư vấn nghề nghiệp cho các bạn. thì mình sẽ tặng chị Mai một chị rất xinh gái, từ nãy giờ ngồi đây rất là run. Bài tháng 4 là nói dối của em, nói dối đây là tháng 12. Cảm ơn em. Xin mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc Tháng 4 lời nói dối của em đúng không? Do đồng chí Tạ Phương Lan thể hiện. Tháng xuân có em như chưa bắt đầu, và cơn gió như khẽ vô tình lấy từng nhánh hoa rơi. Em vui xa khuất theo tia nắng chiều, để lại dấu chân giữa cánh đồng xanh. Khúc nhạc thầm lặng giữa chiều muộn màng, để mình gần lại mãi, nói lời thì thầm những điều thật thà đã giữ trong tim mình. Những chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài đã một lần gục ngã. Tháng tư có em ở đây nhìn tôi mỉm cười, những cánh hoa phai tàn thật nhanh. Em có bay xa, em có đi xa mãi, tháng tư đôi khi thật mong manh, để mình nói ra những câu chân.